Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm TV Smart TV 4K của Samsung model mới đời 2019. Đây là chiếc 55 RU7400. Với cái đời RU7400 với một cái thiết kế nó rất là sang trọng mà nó thuộc vào cái phân khúc là cao cấp, chứ không phải là như những cái đời 7100, 7200, con 7400 cái chất hình ảnh nó rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái review khui hộp sản phẩm và hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng sản phẩm nha. Như vậy, như các bạn nhìn thấy đây là toàn bộ của hộp sản phẩm. Thì ở bên đầu bên phải này của TV thì sẽ luôn là tem có nguồn gốc xuất xứ nha. Đây là tem thể hiện cái xuất xứ số email, và chúng ta có thể check cái số email này là ra được cái tình trạng bảo hành của TV. Tất cả các sản phẩm TV đều chính hãng, bảo hành 24 tháng nha. Thì bên mình sẽ kích hoạt bảo hành qua số email này. Ngay sau đây thì mình sẽ mở hộp sản phẩm. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt. Chúng ta sẽ nhấc cái tấm xốp ở trên đầu này ra này. Ở trên cái tấm xốp này thì sẽ có một cái bộ phụ kiện này là dây nguồn này, và một cái bốn cái nút ở đằng sau để bắt giá treo và điều khiển cho TV. Ở bên đây nha, chúng ta sẽ có một cái máng để ốp vào sau để treo với lại cái đế chân để chúng ta để trên cạnh. Và sau đây thì mình sẽ nhấc cái chiếc TV này lên. Trước khi nhấc TV này thì các bạn thấy chúng ta sẽ bỏ cái lớp ni lông này ra, bởi vì lớp ni lông này nó khá trơn. Đó. Mình sẽ bỏ luôn một cái chân. Đây là cái chân nha. Với cái chân này chúng ta sẽ để cạnh, nhưng mà tuy nhiên hôm nay nhà khách hàng là treo lên tường cho nên chút nữa mình sẽ thực hiện cái việc treo tường. Đây là cái chân, mình sẽ đá quặn chân đây. Sau đây mình sẽ nhấc chiếc TV ra. Đây là chiếc Masawa N450 nha. Masawa N450. Đó. Em cho cái này lên tường. Sau khi nhấc TV ra thì các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ bám vào viền nha, chứ không bám vào màn. Để vào mặt phẳng của cái vỏ hộp để nằm xuống. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái bước này cho TV nằm xuống mặt phẳng. Ok. Quay sát đây. Mình sẽ giới thiệu với các bạn nhanh về cái mặt đằng sau nha. Ở mặt đằng sau này chúng ta sẽ có những khu vực kết nối như sau. Đây là cái cổng quang optical. Cái cổng quang này sẽ kết nối với loa, với TV nha. Đây là cổng USB. Hai cổng USB chúng ta có thể kết nối, ví dụ như đầu HDMI này. Mình xin lỗi, kết nối những đầu HD này, hoặc là USB này, hoặc là ổ cứng này, kết nối cổng USB này. Còn đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ có ba cái cổng HDMI, thì chúng ta sẽ kết nối với những thiết bị ngoại vi khác, ví dụ đầu Blu-ray hay là những cái thiết bị nhạc âm thanh. Đây là khu vực kết nối anten nha. Đó. Còn đây, khu ở trên đây chúng ta sẽ có một khu vực là nhiều cái cổng AV để chúng ta kết nối với âm thanh. Đây chúng ta sẽ có một khu vực kết nối cổng NAND. Tuy nhiên chiếc TV này có thể kết nối được Wi-Fi nha, chúng ta cũng không cần cắm dây NAND làm gì. Và ở đây sẽ có bốn cái khu vực kết nối này. Ở bốn cái khu vực kết nối này thì mình sẽ mở luôn cái phụ kiện để hướng dẫn với các bạn. Bởi vì là hôm nay là nhà khách hàng là sẽ lắp vào bắn giá treo lên tường. Đây các bạn thấy, bởi vì cái mặt phẳng TV của Samsung là mặt cong, vì vậy là hãng trang bị thêm bốn cái nút này để tạo bề mặt phẳng nha. Các bạn nhìn này, mình sẽ trang bị luôn tạo bề mặt phẳng để chúng ta bắt với giá treo trên tường. Đây là khu vực kết nối dây nguồn. Còn đây là khu vực mà chúng ta sẽ kết nối cái máng. Đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ kết nối với cái hộp để chúng ta treo để trên mặt cậy nha. Đây các bạn nhìn, chúng ta sẽ có hai cái gạt ấn xuống, sau đó bắt bốn con vít vào, thế là xong thôi, rất đơn giản. Và kết nối cái chân đế này, cái chân đế này thì các bạn mở ra này, nó sẽ có chân đế đắp vào đây, xong bắt vít vào. Các bạn thì dùng chưa, rất là đơn giản nha. Thì sau đây thì mình sẽ làm cái việc là khoan cái giá treo lên trên tường để kết nối TV là chúng ta sẽ lắp lên trên tường nha. Cái việc bắt cái giá treo đằng sau thì các bạn cứ cho giá treo vào vị trí rồi, sau đó bắt bốn con vít vào là xong luôn. Ở đây tất cả các giá treo các bạn nhìn xem, lúc nào nó cũng có một cái ngàm ở đây này. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ móc bắt lên trên tường. Em cầm cái kia đây cho anh. Em để vào vị trí.
Đó, các bạn hình dung nha. Đây, khi treo trên tường chúng ta sẽ là cái vị trí như này. Và chúng ta có thể xây dịch được nha. Đó, không bao giờ rơi TV được. Và bây giờ thì sẽ đo cái này lên trên tường. Ở trong cái bộ đồ khoan nó có cái đấy mà có cái đó. Để sau đây thì kỹ thuật sẽ đo cái kích thước để TV cái sao cho hợp lý lên trên tường nha. Rồi chút nữa mình sẽ đi vào cái bước hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng chiếc TV này. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã treo TV lên trên tường và đã kết nối nguồn điện với TV. Sau đây mình sẽ lắp pin vào điều khiển và sẽ cài đặt cho các bạn xem nha. Đây là chiếc điều khiển của TV, rất là đẹp, rất gọn. Khi đã lắp pin vào điều khiển rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đến bước là kết nối với TV nha. Chúng ta sẽ bấm Enter này. Chọn quốc gia thì chúng ta sẽ chọn châu Á này. Đó. Chọn đến bước tiếp theo nha. Chọn có. Là kết nối không dây đây. Tiền đa cái này không phải rồi. Chờ một lúc đi để cho nó quét. Em liên quan chứ? Anh cho lui ra. Rồi này, đã được kết nối rồi, ok này. Sau khi kết nối thành công với mạng internet qua wifi thì chúng ta sẽ điều khiển đồng ý với các điều khoản của nhà sản xuất nhé. Đây các bạn, chúng ta sẽ chọn đồng ý tất cả, ok. Trên đây chúng ta sẽ chọn ở cái góc kia là tiếp theo và bỏ qua nhé. Đã đến bước 4 rồi. Ok, TV sẵn sàng. Xong rồi. Ok. Đó, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần thiết lập TV. Thì ở đây thì chúng ta đây là vào khu vực app của Samsung này. Đây là những cái phần mềm. Đó, và đây là chúng ta sẽ test thử một đoạn video trên YouTube nhé. Các bạn sẽ trải nghiệm qua một đoạn video định dạng 8K sẽ loát dần, video sẽ loát dần đến độ nét cao. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn về cái sử dụng chiếc điều khiển này. Đây là tăng giảm âm lượng.
tăng giảm âm lượng nhẹ, càng lên càng tốt. Đây là tăng giảm kênh, chuyển kênh. Đây là các phím điều hướng nhẹ, enter giữa này. Đây sang phải, sang trái, lên xuống. Đây tiếng Anh ra lệnh giọng nói. Đây là khu vực vào cái nút số này. Đây là cái phần nhớ những cái nút xanh. Đây là vào ngôi nhà, đây có nghĩa là vào cái khu vực mà chúng ta sẽ vào với hệ điều hành Tizen của Samsung. Đây là những cái phím nhanh vào Link Feed nào, xem phim này đó, hoặc là Prime Video, đó là phím nhanh về những cái phần mềm đi theo TV. Quay mạnh có cao các bạn, cũng để sang anh chưa sửa đoạn kéo lại đó, em test thử một đoạn video tăng ca này, lại bảo nó mất đạn đâu chưa này. Này nó chưa loại, đúng rồi, nó phải kéo lên đạn mức ca đây mới đang mát thôi. Cái wifi nhà mình chưa được tốt. Như vậy là mình vừa rồi đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng cái chiếc TV 55 RU7400. Đây là sản phẩm TV 4K, Smart TV 4K mới nhất của Samsung đời năm 2019. Tất cả các sản phẩm điện máy đều được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường nha. Nếu các bạn quan tâm thì xin hãy truy cập trực tiếp vào điện máy giá tại khoa.vn. Tại đó thì bên mình có cung cấp tất cả những sản phẩm như TV, tủ lạnh, máy giặt điều hòa. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì xin hãy đăng ký và like kênh của mình để mình tiếp tục sẽ làm những cái review mở hộp, giới thiệu sản phẩm mới đến với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm lần sau nha. Xin cảm ơn.